Kakeru Aizawa là em trai của Suguru Aizawa, được biết đến như là một báu vật trong giới bóng đá Nhật Bản. Kakeru rất thích đá bóng, nhưng vì phải sống trong cái bóng quá lớn của anh trai, nên anh đã thi đấu không tốt, anh quyết định dừng việc đá bóng. Thấy em trai từ bỏ đam mê, Suguru đã rất tức giận vì chỉ có anh mới nhận ra được tài năng bóng đá thực sự của em trai. Mọi chuyện xảy đến thật quá bất ngờ. Hai anh em nhà Aizawa bị tai nạn ô tô, Kakeru đã được cứu sống chính nhờ vào trái tim của người anh trai. Giờ đây, cậu chỉ còn một mình trên cõi đời này. Những tưởng Kakeru sẽ từ bỏ tất cả niềm đam mê bóng đá của mình, nhưng những câu chuyện kỳ lạ đã xảy đến sau khi Kakeru được ghép tim. Mời các bạn và các em đón xem bộ phim hoạt hình Kỵ sĩ săn cỏ trong chuyên mục phim bộ thuộc dịch vụ phim thiếu nhi của MyTV.